mát xa một cái cơn mưa là cửa ngõ miền Tây rồi bà con. Đó, xe hàng đang đang dài dài luôn. Bây giờ là đèn đỏ nhưng mà bây giờ nó vướng nguyên một cái dây dài thon nè. Đó. Đó, như bà con đã thấy đó. Đó, giờ qua cũng không được nữa, mà cái dây nè, nó kéo dài một dây luôn nè bà con. Đó. Rồi phía xíu sau nè, cứng ngắc luôn. Rồi bà con bác, nước ngập mênh mông nước. Một trận mưa đá. Sao mày còn mới đọc tin tức Sài Gòn hôm nay có mưa đá nha bà con. Đó, bà con có xem nè, nước ngập mênh mông. À, xe lội nước. Xe nào cũng phải lội nước. Cô bé này à, ghê gớm. Lâu lắm rồi ba mày còn mới quay cái cảnh ngập nước này bà con. Lần trước mưa ở đâu ngập ngập chứ cô tên lửa này không ngập nha bà con, mà hôm nay là chắc mưa lớn lắm nè, nó mới ngập dữ vậy. Cách đây cũng một năm rồi đó, năm ngoái ba mày còn đi quay cái này thì cũng ngay chỗ đây. Bây giờ mà chạy xuống cái dọc bên kia nữa là chắc tắt cái xe đó, không biết bà con bác còn nhớ cái video đó không. Rồi xin thưa với bà con cô bác, hiện tại là hôm nay là chiều thứ sáu nha bà con. Trời mưa lớn quá trời lớn luôn. Mưa đá luôn á bà con. Giờ hai vợ chồng ba mươi cầu sẽ chở bà con cô bác đi dạo Sài Gòn. Ui, chết bà rồi. Ui trời ơi, nó ngập chở ướt đồ. Một năm rồi ba mươi cầu mới đi ngập lại cái con đường tên lửa này nè bà con. Năm ngoái nữa là ngập qua cái đường kia luôn á. Ờ vậy hả? Cái lần trước bà con bác nhớ không, ba mươi cầu chở bà con bác đi á, mưa đó nó chưa xi nhê, ba mươi cầu chưa thấy ngập, giờ mới thấy ngập nè. Nó vô nước á. Rồi xin thưa bà con bác, bên tay phải ba mươi cầu đây nè, có cái công ty giày. Đây cũng là nhiều công nhân lắm nè. Giày An Lạc. Ở ngoài đây là kẹt xe ghê lắm nha bà con. Đó, bà con bác thấy không, xe hơi nối đuôi nhau dài. Ồ cha, biết vậy ba mày còn né khúc này ha. Khúc này nó kẹt ghê lắm, nãy vô ba mày còn thấy rồi. Thôi kệ, quay cho bà con bác xem cảnh kẹt xe. Ba mày còn thì ngán kẹt xe lắm. Giờ ở đây đó. Giờ mình ôm cua dầm xuống đó. Hôm nay không hiểu sao cái đường về miền Tây á bà con, cái cầu Bình Điền nó cũng kẹt quá trời. Chắc có lẽ là hôm nay người ta về quê nè, thứ sáu cuối tuần
Bây giờ là gần 6 giờ chiều nha bà con. À, mà bà con bác tiếp tục lên xe ha, đi dạo Sài Gòn với ba mẹ cô. Cái nơi nào mà ngã tư mà có cảnh sát giao thông á, là nơi đó ít kẹt. Hồi nãy ba mẹ cô tới nó không có nè, giờ có một cảnh sát xuống rồi nè. Có cảnh sát giao thông là xe là chạy đúng là phân luồng đàng hoàng bà con, nó sẽ đỡ kẹt lắm. À, cảnh sát điều khiển đèn luôn bà con. À, trong những lúc mà kẹt xe như thế này là xin thưa với bà con bác là xe là đèn đỏ là không có bật theo dây nữa đâu nha bà con, mà đèn nó sẽ đi theo cái hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông sẽ đứng đó rồi họ quan sát, rồi họ sẽ lúc nào họ sẽ mở đèn xanh, lúc nào họ sẽ mở đèn đỏ. À, bên tay phải ba mày gò đây là bệnh viện Triều An nè. Đây đây hồi xưa là vườn cây anh đào đó bà con. Đối diện qua là An Dưỡng Địa Phú Lâm. À, trời nó rất là mát mát lành lạnh. Ba mày gò quên đo nhiệt độ rồi ha. Coi coi giờ nhiệt độ nhiêu ta. Ở đây là khu bến xe miền Tây. Hồi xưa ta gọi là xa cảng miền Tây đó bà con. Trời ơi, dã man quá bà con. Nhiệt độ bên ngoài là 29 độ C. Ba mày còn không biết nhiệt độ này nó cập nhật có đúng không nha. Ba mày còn thấy giờ nó mát mát mà ta nó mưa nữa. Vậy mà nhiệt độ bên ngoài là 29 độ C. Là khoảng 84 độ F á. Không biết có lộn không nữa. Rồi đây. Đó. Cuối tuần là người dân người ta sẽ đi về quê nha bà con. Đó. Cho nên bà con bác sẽ thấy nè. Bên trong bãi xe ta gửi xe quá trời nè. Ở ngoài đây là người ta đi mua vé nè. À, để coi vé xe hôm nay có lên không nha. Đặc biệt là đi Nha Trang, Bảo Lộc, Bến Tre, Đà Nẵng, Gia Lai, Châu Đốc, Ngã Bảy, Nha Trang. Qua wow, Nha Trang có 255.000, 255 hay 295 gì đó. Xa quá không thấy rõ. À, Nha Trang thì hiện tại ngoài đó bây giờ đang có mùa lễ hội festival biển vậy bà con. Cho nên người ta cũng đi Nha Trang. Quên. Coi vé đi Gia Lai chứ. Chết rồi, nãy quên ha, chỉ có Phương Trang mới đi đùm lum chỗ. Ba mày còn quên đi coi cái chỗ mà vé đi Gia Lai ha. Giờ tự nhiên đùng kéo nhau đi Gia Lai bà con. Rồi giờ mình ra đây, con đường này là đường Kinh Dương Vương. À. Sài Gòn sau khi mưa xong nó là như thế này đây. Ở đây con đường này đường Kinh Dương Vương bà con. Quốc 575 con đường này mang tên là quốc lộ số 4. Hủ tiếu bò viên Sinco. Ở đây có 2-4-5 ngã. Đó là 1-2-3-4-5 ngã. Ở đây người ta gọi là mũi tàu Phú Lâm. À, à mũi tàu. À đúng rồi, mũi tàu Phú Lâm đúng rồi. À, giờ tan tầm mà gặp chiều mưa nữa. Xe đầm ghê, đường xá ướt át. Quẹo tay phải này là đi về Rạch Cát các bà con. Con đường này đường An Dương Vương.
Le Đà La. Tôm sú ngọt 180, cua ngọt 200, 250. Cua ngọt là tất có nghĩa là cua nó chết chưa ta? Vậy là chua chết đó các bà con, 200, 250. Đây tôm hùm có luôn kìa đó. Bên trong sạch rách luôn phải không? Giá nệm, nệm giá kho, ghê ha. Ba mươi gòn đang đi tới đây là 838 đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, Võ Phúc Nguyên. Võ Phúc Nguyên này tự nhiên ba mươi gòn nhớ giống như cùng cái tên, hình như là cái tiệm phở trên đường quận 5 đó bà con, đường Quỳnh Mẫn Đạt á, hình như ba mươi gòn nhớ Nguyên Nguyên gì đó, không biết phải không nữa. Rồi đó đợt vợ chồng ảnh về vẫn mà dẫn ba mươi gồ đi ăn đó bà con, vô phở đó ăn ngon lắm rồi nha, ngon mà rẻ nữa. Vợ chồng ảnh mới lên Pháp mà ảnh biết được cái quán phở ngon ở bên Sài Gòn mới ghê chứ. Nhiều khi bây giờ nói thẳng ra chứ ba mươi gồ nói thật chứ nhiều khi mà mấy món ăn ngon hay chỗ nào ngon đó, dân Sài Gòn không bằng Việt Kiều nha bà con. Thiệt lãng quạng là dân Sài Gòn thu Việt Kiều xa lắc xa lơ luôn á. Mấy cái quán đó ba mẹ còn không hề biết luôn á, dù rằng là ngày nào ba mẹ còn cũng rong ruổi trên đường đó chứ. Cơm gà xối mỡ hủ tiếu xào, đây là một cái tiệm bán đồ điện nè bà con. Ở Việt Nam mình đó là cứ mặt bằng ngay ra mặt tiền cái là buôn bán kinh doanh ngon lành.
Rồi, câu này câu Hậu Giang. Ở đây có bớt Nguyễn Văn Tố nữa không? À, cơm tới nè. Ô, cơm gà luôn. Có một người mới phát cơm đúng không con? Đây, 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 đây. Đó, hộp cơm gà nha bà con. À, đây. 87 này dưới tỉnh nè. Đó, xin thưa bà con bác mỗi người hộp cơm gà. À, đây, đây, đây. À, đó, đây, đây, đó. Hồn quá. Đó, hôm nay ba mày gọi đi tầm giờ này mới thấy nè. Nhưng mà họ ăn cơm xong cái họ vẫn ngồi luôn tới 10 giờ đêm luôn bà con. Tại vì có những lúc ba mẹ gồ đi 10 giờ đêm ba mẹ gồ vẫn thấy họ ngồi đó. À, ba mẹ gồ thấy mở hộp cơm ra là nguyên cái đùi gà bên trong đó nha bà con. Cơm gà sẽ mở đó. Quý quá. À, nhưng mà không hiểu sao họ ăn cơm xong rồi họ vẫn ngồi lại bà con. Họ ngồi tới 10 giờ đêm luôn á. Tại vì có những lúc ba mẹ gồ đi 9-10 giờ đêm á, ba mẹ gồ không thấy người ta ngồi đó. Vậy là chẳng lẽ họ ăn một hộp cơm không có đủ no bà con. À, à, bởi vậy cho nên mà mỗi người có nhận được có một hộp và cho nên họ ráng ngồi tới 10 giờ đêm để họ nhận những hộp phần khác nữa. Trời ơi coi kìa, em bé nó bú bình kìa, ẩm nhìn tài thì bán cái số. À, trung tâm BNC. BNC này thì bán vàng BNC. Ở đây là đường Hậu Giang ở số 122 Hậu Giang. Ở đây ba mẹ gồ thấy là bán đồ ăn ha. Nhưng không biết có nhiều hơn hay là nó ít hơn ta. Chắc nhiều hơn quá, bên mặt bên tay phải nè. À, có đủ thứ món ăn từ châu đốc cũng có. Cơm tắm. Bánh tiêu. Ở đây có bà bán xôi cũng ngon lắm nè. Hồi đó là bà gánh ha, giờ là bà lên xe. À, hôm nay trời mưa chắc ba không bán rồi. À có kìa. À, có cái dù chè. Ủa đâu phải. À, vậy là hôm nay ba nghỉ rồi, bà so ba nghỉ. Này là tiệm nước. Con đường này là đường Cao Văn Lầu, hồi xưa là đường Lê Quang Hiền. Măng Nam Long. Đây là chợ Bình Tây, trời ơi
À, chắc chợ đêm chưa dọn ra nè chứ gì đâu mà tê tua vậy. Mưa mưa gió là như là khỏi chợ đêm luôn. Bánh tráng trộn lát nữa là họ đẩy xuống lòng đường rồi luôn nè. Rồi ở đây con đường này đường Hải Thượng Lãn Ông, ở bên đây là nhà Á Đông Tủ Lầu nè. Hồi xưa con đường này là đường Trần Thanh Trần nè nữa. Rồi qua đây con đường này hồi đó là đường Khổng Tử, khu này là khu chợ Kim Biên. Rồi con đường ở đây là tượng Khổng Tử nè, ảnh hưởng bởi trời mưa đó bà con, cho nên là phố xá người ta không có dọn hàng ra hay sao đó. Ba mày cùng nhìn thấy cái cảm giác này nó kỳ kỳ lắm. Đó, nhìn mấy cái cửa hàng đóng cửa nè, mà những cái quán cái lề đường nó chưa dọn ra hay là do ba mày cậu đi sớm á. Đây đó, bây còn giờ ta mới dọn ra nè bà con. À, chắc là do mưa đó, bây giờ bắt đầu mới dọn ra nè, hơi trễ nè. À, gần 7 giờ, 6 mấy 7 giờ mới dọn. Và ba mày quẹo qua đây, con đường này là đường Triệu Quang Phục. Triệu Quang Phục này là hồi xưa nó là tên là con đường Quảng Đông. À, khu này là khu trung tâm của chợ lớn đây, nó thuộc về quận 5. Chính vì lẽ đó cho nên người ta thường hay nói khu chợ lớn là khu quận 5 là vậy rồi đó, tại vì ở đây nó là quận 5. Đa phần là tập trung những cái gì xưa cũ ở chợ lớn xưa đó đều nằm ở quận 5 hết.
Rồi qua đây con đường này, đường Nguyễn Trãi, bên tay trái này chùa Ông nè bà con, có hội quán Nghĩa An của người Trường Châu, rồi có hội quán Sùng Chính của người Khách Gia, chùa này chùa Ông, Quan Công. Ở đây là khu chợ Sở Tây, ở đó đây là cái đóng sửa xe ngựa nè, cho nên gọi là nó có cái hẻm gọi là Mã Sa Hạn đó. Rồi bên tay trái này hồi xưa là dinh Sở Tây. Gà nướng 15.000. Ồ, bảng giá vàng. Rồi, ở đây là đường Ngô Quyền. Khu này hồi xưa là khu xóm cải nè bà con. Xóm cải chắc là do người ta trồng cải. Còn đây đường Trần Xuân Hòa, xưa là đường Châu Văn Tiếp. Đó, quẹo tay trái này mình vô khu xóm cải nè. Còn quẹo phải cái hẻm này là đầu thập niên 70 là dân Campuchia về đây ở cũng đông lắm nè. Đây là ngã tư đường Nguyễn Tri Phương, bên kia đó là bệnh viện Nguyễn Tri Phương mà không, bệnh viện Nguyễn Tri Phương đó là bệnh viện Quảng Đông đó, kế bên là bệnh viện quân y 7A, phải không ta, bệnh viện 7A phải, nó là bệnh viện Trung Chánh trước năm 75 đó. Đây, đây là bệnh viện Trung Chánh rồi con. Rồi ở đây là đường Nguyễn Trãi. Ở đây người ta còn gọi đó là phố thời trang Nguyễn Trãi. Tim Huy Mì Gia. Ở đây có tiệm phở lệ nè. Mấy xe hơi này chắc nghi đậu vô phở lệ ăn quá. Hình như bây giờ là 100 ngàn một tô nữa bà con. Ở
con đường này đường Bùi Hữu Nghĩa. Chúng ta đang đi tới số 334 đường Nguyễn Trãi. À, bệnh viện Nguyễn Trãi nè. Đây là ngã tư đường Huỳnh Mẫn Đạt với đường Nguyễn Trãi. Chúng ta đang ở phố thời trang rồi bà con, bác thấy không? Ảnh hưởng bởi gần mưa cho nên bây giờ người ta dọn hàng ra trễ. Hệ thống căn hộ cho thuê. Bao la. Ở đây là đường Lê Hồng Phong rồi con. Đường Lê Hồng Phong này hồi xưa là đường Bê Chút Ký. Ở đây có 6 sâm bốt. Ở đây là hồi xưa là trường Bác Ái rồi đó. Rồi ra tới đây là ngã tư đường Nguyễn Trãi với đường Nguyễn Văn Cừ. Hồi xưa con đường Nguyễn Văn Cừ này là đường Cộng Hòa. Bên tay phải 30 gò đây nè. Hồi xưa đó là trường Nữ Mù. Quẹo tay phải là mình về ngã tư chợ Năng Si đó bà con. Bà con bắt thấy kẹt xe ghê không? Đó. Trời mưa có một chút thôi á là giao thông là nó mệt mỏi lắm.
cái khu vực này là con đường Nguyễn Khánh Trân này xưa là có cư xá cảnh sát ở đây. Rồi ở đây là tổng nhà cảnh sát, bên tay phải đi vô thì đó là nhà đô thành Sài Gòn. Cơm gà hồng xương. Cà phê 343. Rồi đây là mũi tàu Nguyễn Cư Trinh. Rồi thùm tắm. Trời ơi bụng quá. Đây ở đây là trường Đức Chí đúng không? Đường này đường Nguyễn Trãi, bên tay phải là trường Đức Chí. Kế bên nữa là Rạp Quốc Thanh. Rạp Quốc Thanh này xưa là sân khấu Quốc Thanh. Có hai cái mặt dở khóc dở cười ở bên tay phải đây luôn nè. À, bây giờ ta bỏ rồi. À, giờ là rạp chiếu phim. Đây là xóm Mã Lạng. Ồ, ở đây có tiệm mà đó có tiệm phở Hùng à, bây giờ vẫn còn. Rồi bên tay trái và Michael đây là chùa Lâm Tế. Chùa Lâm Tế này được xây dựng năm 1972, đối diện qua Đại sứ quán Tây Đức. Thôi dắt ba mấy rồi xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.